À, xin chào các bạn đang xem kênh video xe điện mô tô điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng xe 3-4 bánh. Video này xin giới thiệu đến các bạn ba cái mẫu bánh hay dùng trên cái bộ ba bánh chế xe máy thành máy xăng bên em vẫn quảng cáo. Thì bên em sẽ đưa ra ba cái lựa chọn về các cái mẫu bánh có thể sử dụng cho các bạn để các bạn dễ lựa chọn tùy theo tải trọng. Tất nhiên thì nó còn đi theo đồng bộ về ví dụ tải trọng cao thì phải dùng nhíp lớn nữa. Thì ở đây có ba mẫu lần lượt từ bên phải màn hình sang là 400-12, 450-12 và 500-12. Thì đầu tiên xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu 400-12 thì có các thông số như sau. Đường kính là 50 cm, bản rộng là 10 cm. Và tải trọng của một bánh là 355 kg trên một bánh. Đây, nốt 8 bố. 355 kg trên một bánh này. Đấy, lốp 8 bố. Tiếp theo là giới thiệu đến các bạn một cái mẫu lốp 450-12. Mẫu này thì có bản rộng là 11 cm, đường kính là 53 cm, và tải trọng của nó là 412 kg trên một bánh. Đấy. Và mẫu thứ ba là mẫu 500-12. Mẫu này thì có đường kính là 55 cm, bản rộng 12 cm, và tải trọng là khoảng 520 kg trên một bánh. Đấy, đây là mắc loát, nó tính theo đơn vị pound, quy đổi ra là nó khoảng 515-520 kg một bánh. Thì đây là ba cái mẫu bánh để cho khách hàng lựa chọn. Đấy, thì với cái loại này thì các bạn có thể sử dụng là 400-12 thì các bạn có thể sử dụng cho cái xe có tải trọng là 700-800 kg trở xuống. Với cái mẫu 450 này thì các bạn có thể sử dụng cho cái tải trọng là khoảng 800 kg, hơn 800 kg. Đấy. Và đến cái mẫu 500-12 thì thích hợp cho các bạn làm cái xe chở hàng 1 tấn. Tất nhiên thì trong ba cái mẫu này khi các bạn cũng có thể chở cố lên 1 tấn. Ví dụ như cái mẫu 400-12, nếu như khi bí quá thì mình có thể chở một vài chuyến 1 tấn cũng được, không sao cả. Còn chở thường xuyên thì nên lấy những cái mẫu bánh to hơn, và càng to thì nó càng bền. Thì trong này có 3 mẫu bánh này thì hay dùng. Còn đối với các bạn chở khoảng 200-300 kg thì mình có mẫu bánh nhỏ hơn, thì ở đây mình chưa không giới thiệu đến. Thì các bạn cứ tham khảo 3 cái mẫu này để lựa chọn. Đấy. Thì khi các bạn mua cái lốp thì các bạn cứ xem thông số về cái bố của nó đây. Ví dụ như lốp này là lốp 8 bố này. Và cái thông số này, thông số mắc loát này, 355 kg trên một bánh này. Đấy, nó tương đương với này 781 bao. Đấy. Còn với cái mẫu 450 này, đây mắc loát của nó là 412 kg này, tương đương với này 908 bao này. Đấy, nó một 1 kg thì nó bằng khoảng gần 2 pound. Đấy. Và đây cũng thế này. Ở đây thì mắc loát của nó là từ 1320 đến 1364. Thì chia đôi chỗ này ra thì nó khoảng 515 đến 520 kg. Và cái mẫu bánh 450 với này 500-12 thì dùng cái mẫu la răng này. La răng này nó rất là dày. Đấy, độ dày nó tương đương với khoảng 5-6 ly. Và mẫu 450 như này thì cũng dùng chung này. Nó vừa dày và cái độ rộng của cái mép vành nó lớn hơn. Đấy.
Còn đối với cái loại 400-12 này thì nó mỏng hơn và nó hẹp hơn một chút. Đấy. Thì có ba cái mẫu này thì các bạn cần mẫu nào thì cứ liên hệ với bên mình. Bên em thì mẫu mã thì thời gian có thể thay đổi nhưng mà về cơ bản thì nó không không tải trọng, nó sẽ không thay đổi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký video của em và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho video tiếp theo. Và bật chuông thông báo lên để nhận được những cái video mới khi đăng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.